Quý vị và các bạn thân mến, mình Nhật Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, mình được tử vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023 để giúp cho quý vị và các bạn đốn lành, lánh dữ, có được một tuần nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung, hóa cát, làm sao để nắm bắt được các vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Tử vi tuần mới từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang tuần mới, chính tài xuất hiện những ngày đầu tuần mang lại tiền bạc cho bản mệnh, nhưng chớ nên khoe khoang vì luôn có tiểu nhân rình rập đấy nhé. Thực tế là những ai giả vờ thân thiết chỉ vì bạn có tiền đều là mối quan hệ không đáng dành thời gian. Sao âm sát chủ âm mưu, gian xảo, tiểu nhân nhắc nhở bản mệnh luôn phải đề phòng. Thậm chí dù buồn nhưng bạn phải đối mặt với sự thật khi nhận ra bản chất thật của bạn bè xung quanh. Đừng ngần ngại mà hãy thẳng thắn nói về cảm xúc của mình cho họ biết và chấm dứt mối quan hệ nếu cần. Về khía cạnh tình cảm, con giáp tuổi Tý thường cảm thấy buồn vì những lời hứa hẹn giữa hai người chưa được thực hiện. Khi lời nói như gió bay đi thì bạn có nhắc lại cũng chỉ thêm bực mình vì đối phương ngơ ngác không hiểu bạn nói gì. Lỗi cũng chỉ ở việc bạn quá cả tin mà thôi. Mối quan hệ với các thành viên trong gia đình không được như ý, nhất là bạn không tìm được tiếng nói chung với người lớn tuổi, thậm chí có người nói lời tổn thương hoặc chê bai năng lực của mình. Nhưng với người thân thì bạn nên bao dung, học cách gỡ bỏ sự tự ái cá nhân và lắng nghe với tất cả thái độ chân thành nhé. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim, những kẻ đi sau nói xấu bạn thì mãi mãi ở sau lưng mà thôi. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy, cứ giữ được sự thơ ngây vốn có, ông trời sẽ không phụ lòng bạn. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa, tìm được sự an ủi từ một người xa lạ, mới quen. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh Thổ, có thể mua món đồ bạn thích bấy lâu nay mà chưa dám mua. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh Mộc, nếu một người thân thiết quay sang hại bạn thì cũng phải bình tĩnh đối phó. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023 của tuổi Sửu. Mặc dù là người từng có khả năng kiểm soát tốt cảm xúc của mình nhưng có thể vì giọt nước tràn ly, bạn chẳng nhẫn nhịn được nữa nên đã nổi nóng khi nói về một vấn đề liên quan đến công việc. Những mâu thuẫn tại nơi công sở hoặc ảnh hưởng bởi kẻ tiểu nhân nào đó khiến bạn cảm thấy phiền lòng. Khi tình hình không được tốt thì sự điềm tĩnh mới được đánh giá cao, đừng chữa điều sai của người khác bằng một cái sai của mình, bạn sẽ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Sự im lặng mới là lời phản hồi tốt nhất. Đầu tuần nhũng nhiễu có thể đòi hỏi bạn phải tự mình chất vấn đối phương về những sự việc không hay xảy ra gần đây. May mắn là giữa tuần có chính ấn hỗ trợ công việc hanh thông nên cuộc sống của bạn được yên ổn trở lại. Bạn có biết mình là con giáp phát tài trong 3 năm tới không? Hãy nỗ lực ngay từ bây giờ bạn nhé! Chuyện tình cảm mới là nguyên nhân khiến con giáp tuổi Sửu muộn phiền trong tuần này. Điều này một phần là do bạn, chớ nên chỉ trích đối phương vô cớ. Nếu làm sai điều gì, bạn càng thú nhận sớm, vấn đề càng được giải quyết ổn thỏa hơn. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim. Nếu một ngày muốn bỏ cuộc hãy nghĩ tới lý do vì sao bạn bắt đầu. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy. Không vội vàng dễ dàng tin tưởng ai cả. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh Hỏa. Có những sự thật khiến bạn đau lòng nhưng đành phải chấp nhận. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh Thổ. Hãy thay đổi từ trong tư duy, bạn sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh Mộc. Dù đem lòng tin tưởng cũng phải cho mình một đường lui. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dần. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy tuần mới có nhiều sự cố khiến con giáp tuổi Dần chỉ muốn bỏ cuộc. Vốn là người mạnh mẽ, mang trong mình nhiều hoài bão, nhưng khi nhiều việc không thành,
con người yếu đuối bên trong lại xuất hiện và đôi lúc thực tế khiến bạn chùn bước. Một tuần khó khăn từ đầu tuần, nhất là xuất hiện thương quan ở cuối tuần khiến công việc mất kiểm soát. Nhưng hãy nghĩ lại lý do mà bạn bắt đầu, hãy mạnh dạn theo đuổi ước mơ tới cùng, rồi niềm tin và sự gan lì của sẽ đưa bạn đến thành công. May mắn là với sự xuất hiện của giải thần nên bạn sẽ có người giúp sức, thậm chí họ chỉ đưa ra một lời chỉ dẫn đơn giản cũng đủ mang lại cho bạn ý tưởng để tự giúp mình thoát ra khỏi khó khăn hiện tại. Chuyện tình cảm của nhiều cặp đôi không thể hóa giải khi hai người không chịu lắng nghe nhau, thậm chí có những người giận nhau nhiều ngày không liên lạc. Với ai đang độc thân nên có mục tiêu rõ ràng, cách tốt nhất để rút ngắn thời gian là tự làm rõ mục đích của chính mình khi tìm kiếm một mối quan hệ mới. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, có những tín hiệu bị bạn hiểu nhầm rồi đấy nhé. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, hãy thưởng thức những bữa ăn thật ngon cũng đủ mang lại niềm vui. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, nói lời nhất định phải giữ lời bạn nhé. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mão. Con giáp tuổi Mão khá vô tư trong việc giúp đỡ người khác nhưng có lúc bạn cảm thấy buồn vì người ta không đánh giá cao những việc bạn làm, thậm chí có người còn quay ra nói xấu bạn. Dù bản mệnh có thoải mái với lẽ sống cho đi đến đâu, bạn vẫn nên đặt ra ranh giới phù hợp cho bản thân. Dường như cách hành xử của ai đó khiến cho bạn không hài lòng một chút nào, họ làm tổn thương lòng tự trọng của bạn, khiến bạn rất buồn. Đừng để cho họ làm như vậy thêm nữa, hãy thẳng thắn nói với họ thì hơn. Vui buồn lẫn lộn nhưng cuối tuần có thực thần che chở nên bạn sẽ tìm được niềm vui của mình khi tụ tập bạn bè hoặc người thân. Bạn có thể tới nhà ai đó chơi và ăn uống rất vui vẻ. Vận trình tình cảm có dấu hiệu đi xuống, bạn không còn thấy vui với mối quan hệ kéo dài mà không có kết quả. Bạn nên rút ra kinh nghiệm trước khi lựa chọn đối tượng. Bạn phải xác định từ đầu rằng mình đang muốn một tình yêu lâu dài hay chỉ một mối quan hệ theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, có những sự việc giúp bạn nhìn nhận ra bản chất của một người. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, không ai yêu bạn hơn chính bạn đâu. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, bạn không cần thay đổi đột ngột, hãy tiến hành từng bước. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, sự tín nhiệm của bạn có được là nhờ thời gian dài tích lũy. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, đừng đẩy ai vào đường cùng, cho họ một cơ hội sửa đổi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thìn. Thời gian này cho thấy đã đến lúc bạn phải đối diện với tình cảm của mình, nếu cần phải buông tay thì cần hãy nghĩ lại. Với những nàng độc thân, nếu linh cảm của bạn về đối phương không tốt, bạn nên cân nhắc lắng nghe trực giác nhạy bén của mình. Khó khăn ngay từ đầu tuần khi có tỷ kiên gây rắc rối cả tiền bạc, mối quan hệ, nhưng đừng buồn phiền vì mọi chuyện sẽ qua. Cuối tuần mang đến cơ hội hợp tác hiếm hoi về mặt sự nghiệp cho bạn. Hãy cố gắng nắm bắt nó. Cách để bạn có một tuần làm việc hiệu quả chính là học cách tương tác, đồng hành với những người xung quanh, thay vì làm mọi việc một mình. Đi cùng với mọi người sẽ mang lại hiệu quả cao hơn là bạn nghĩ đấy. Thìn thiên hình sao xấu, bất cần làm việc nhóm không phải là điều khiến cho bạn cảm thấy thích thú ngày hôm nay, tuy nhiên đó lại là một công việc rất hiệu quả. Cũng nhờ thế mà bạn sẽ có thể trau dồi khả năng lãnh đạo của mình đấy. Thế nên hãy cố gắng nhé. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, nên tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm để tránh rủi ro. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, đừng thề non hẹn biển khi bạn không biết tương lai ra sao. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, bạn dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của những người khác. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, khi có cơ hội lựa chọn, hãy tỉnh táo. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, rắc rối trong tình cảm chỉ có bạn tự giải quyết. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023
của tuổi Tỵ. Công việc tuần này của con giáp tuổi Tỵ có nhiều người giúp sức, mang đến cho bạn cơ hội vàng để bứt phá mảng tài chính và sự nghiệp. Hãy tận dụng ngày này để xúc tiến những kế hoạch quan trọng bạn đang ấp ủ. Tuần mới tiền bạc vô cùng rực rỡ khi có thiên tài che chở, người đầu tư có nhiều quyết định khôn ngoan để thu về lợi nhuận cho mình. Người chưa có kinh nghiệm được tiếp xúc với những thông tin đáng giá để bạn học hỏi nhiều hơn, chuẩn bị cho những bước đệm thành công trong tương lai. Vận trình tình cảm người tuổi Tỵ không được như ý, bản mệnh chớ nóng vội mà làm hỏng việc. Trước khi quyết định sẽ tán tỉnh ai đó, nên đảm bảo mình cũng đã có những hiểu biết khái quát về đối phương. Người có đôi có cặp nên lắng nghe để thấu hiểu, biết chia sẻ với một nửa của mình nhiều hơn. Ngũ quỷ hung tinh ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, bạn có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi thì hãy tận dụng đi nhé. Nếu bạn cứ tham công tiếc việc thì việc khó thành mà thêm phần mệt mỏi. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, cố gắng hơn ở thế chủ động, bạn sẽ kiểm soát được tình hình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, đừng vội nghĩ tới thành quả, hãy cố tâm, dồn sức đi đã. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, tính toán chi li quá có thể khiến bạn khó thích nghi với hoàn cảnh. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, sự ngại ngùng của bạn là có lý do và cơ sở thiết thực. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, tình cảm là thứ khó nói, bạn càng cố giữ càng dễ mất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023 của tuổi Ngọ. Xem tử vi hàng tuần phương Đông của 12 con giáp thấy rằng tuần mới không có gì đáng lo ngại về công việc, việc chọn từ ngữ, hình ảnh và thậm chí phương tiện giao tiếp thật cẩn thận rồi mới trình bày ý kiến của mình. Có những điều tưởng như đơn giản nhưng lại là vô cùng quan trọng. Có thể lâu nay bản mệnh không quá quan tâm chi tiết vì nghĩ rằng mình làm việc lớn nên cần phải quan tâm đến việc lớn lao cho đỡ lãng phí thời gian. Thế nhưng sự thật là bạn phải hiểu rõ chi tiết thì toàn cục mới ổn thỏa. Thiên ấn xuất hiện từ đầu tuần nên mọi sự thuận lợi, bạn sẽ cần thêm sự hỗ trợ từ nhiều người khác nữa thì ý tưởng mới có thể thành công bước đầu. Do đó, tìm kiếm đồng minh sẽ là nhiệm vụ hàng đầu của bạn. Nhưng cẩn thận vì cuối tuần có những rắc rối bất thường xảy ra. Con giáp tuổi Ngọ dễ vướng vào rắc rối tình, tiền, chuyện tiền bạc luôn là vấn đề nhạy cảm trong mọi mối quan hệ. Do đó, nếu cảm thấy việc chi trả quá khả năng tài chính của mình, bạn vẫn có thể nói khéo để họ thông cảm cho tình hình của bạn. Đừng ép buộc bản thân để rồi nảy sinh nhiều cảm xúc tiêu cực giữa cả hai. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, sự thất vọng khiến tinh thần bạn uể oải, mệt mỏi. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, đừng tiết lộ quá nhiều bí mật, nhiều người sẽ biết điều này đấy. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, công việc hanh thông nhờ có sự giúp sức của mọi người. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, có người mang lại cho bạn nguồn cảm hứng mới mẻ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, có khát khao là cần thiết nhưng quá tham lam khiến bạn sai lầm. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mùi. Đầu tuần vô cùng khó khăn với con giáp tuổi Mùi nhưng ngay khi có chính quan xuất hiện vào giữa tuần thì mọi thứ đã đi theo guồng quay cũ. Bạn không còn cảm thấy ngỡ ngàng, bối rối nữa và bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống một cách ổn thỏa. Tuần mới của bạn nhìn chung khá thanh bình, trong công việc đừng cho rằng việc thay đổi suy nghĩ về một vấn đề nào đó là không hợp lý. Bạn hãy tiếp nhận thông tin và phân tích thấu đáo, việc này cho thấy bạn khôn ngoan hơn trong cách nhìn nhận vấn đề mà thôi. Đừng ngại điều đó, hãy suy nghĩ một cách sâu sắc hơn và bản lĩnh hơn nhé. Chuyện tình cảm của nhiều con giáp tuổi Mùi có dấu hiệu đi vào bế tắc. Khoảng thời gian đầu tuần bản mệnh có hy vọng rằng mọi thứ sẽ thay đổi tốt đẹp, nhưng đến giữa tuần bạn đã nhận ra tình huống đã bị thay đổi. Người độc thân cũng nên cân nhắc những lời mời hẹn hò trong thời gian này nhé. Ảnh hưởng của sao Thiên Nguyệt nên bản mệnh thường muộn phiền vô cớ, dường như bạn không thể để bụng một chuyện nào đó quá lâu. Nhưng trước khi bạn ba mặt một lời với đối phương về những suy nghĩ của mình thì cũng hãy cẩn trọng từng lời nói. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, cẩn thận với những tai họa bất ngờ có thể xảy ra. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, chớ nên để tình cảm che mờ lý trí, đưa ra nhận định sai lầm. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, công việc mỗi lúc một tốt lên cho bạn thêm niềm tin. Tử vi tuổi Tân Mùi
thuộc mệnh thổ, tìm được việc làm thêm phù hợp để cải thiện thu nhập. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, tình cảm tiến triển tốt đẹp, vợ chồng hài hòa. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thân. Tuần lễ mới sẽ là giai đoạn mà bạn cảm thấy tỉnh táo, sung sức nhất để dành cho công việc. Thế nhưng cũng đừng quên rà soát lại toàn bộ kế hoạch cho tương lai có tương thích với các đường lối mà bạn đang tiến hành hay không. Đây là lúc bạn có thể nhìn nhận, đánh giá những tham vọng về sự nghiệp, đời sống cá nhân. Đầu tuần đang hứng khởi thì khó khăn nối tiếp khó khăn do ảnh hưởng của thương quan, nhưng hãy bình tĩnh vì bạn sẽ xử lý được sớm thôi. Miễn là bạn tin vào sức mạnh nội tại và sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình từ những người xung quanh mình là được. Tuần mới tới cũng là lúc con giáp tuổi Thân muốn mở lòng mình ra, bạn muốn thử cho bản thân cơ hội được tìm hiểu thêm về một người khác giới. Chuyện tình cảm của các cặp đôi lại cần nỗ lực vun vén nhiều hơn từ hai phía. Thời gian này, hãy tạm gác lại công việc để dành thời gian nhiều hơn cho nửa kia. Sao Thiên Diêu ghé thăm cho thấy bản mệnh rất đào hoa, thu hút nhiều người khác giới để ý, quan tâm tới mình. Tuy nhiên, sẽ có người gặp rắc rối nếu đó là tình cảm nơi công sở. Hai người nên kín đáo hơn, tránh ánh mắt dò xét của mọi người, còn nếu tình cảm sếp và nhân viên sẽ khiến bạn rơi vào tình huống khó xử đấy. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, nếu cố giải thích bạn cũng chẳng nhận được sự cảm thông. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, đừng vì rảnh rỗi mà sinh nông nổi đấy nhé. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, tính tình kiêu ngạo khiến vận trình bị cản trở. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, hiểu rõ mục tiêu của bản thân và đủ khôn khéo để vượt qua thử thách. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, có người ghen tị, nói xấu sau lưng bạn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dậu. Tuần mới mang thêm nhiều hy vọng và quyết tâm mới cho con giáp tuổi Dậu trong công việc. Bạn sẽ có cơ hội phát huy óc sáng tạo trên nhiều phương diện khác nhau. Chính điều này giúp bạn nổi bật và được ưu ái hơn trong công việc nếu bạn tích cực thể hiện bản thân. Nửa tuần đầu vô cùng khó khăn và nhiều trở ngại, nhưng nửa tuần sau mọi việc lại tốt đẹp khi có chính ấn soi đường, chỉ lối. Có thể thấy đây là thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa hiếm có cho bạn đấy. Vận trình tình cảm của bản mệnh lúc này có dấu hiệu khởi sắc, người có đôi có cặp được trải nghiệm những giây phút lãng mạn với người mà họ đang hẹn hò. Tuy nhiên, các nàng độc thân vẫn nên tìm hiểu kỹ dụng ý của đối phương đằng sau những chiêu thức tán tỉnh có phần quá đà này. Một số người cần phải tìm cách cân bằng lại cuộc sống, hãy chắc chắn rằng bạn đang không quá sa đà vào một phương diện mà bỏ quên những thứ khác. Ví dụ như tình cảm gia đình nếu lâu nay bị bỏ bê thì đây cũng là lúc bạn gia tăng sợi dây kết nối với họ bằng một bữa ăn cuối tuần chẳng hạn. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, vận trình thăng trầm bất định, trong cái rủi có cái may. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, sự nóng vội chỉ làm hỏng việc, hãy bình tĩnh. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, cần tăng tính tương tác, kết nối với tập thể hơn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, nên tập trung vào công việc của mình, tránh lo chuyện bao đồng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, cần tiết chế cảm xúc và biết đặt bản thân vào vị trí của người khác. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tuất. Tuần mới đòi hỏi con giáp tuổi Tuất phải cẩn trọng hơn, bạn cần linh hoạt mới đủ khả năng xử lý các tình huống khó chịu xảy ra trong tuần này. Khi bạn có thể thay đổi cách nhìn nhận vấn đề thì bạn tự khắc sẽ trưởng thành hơn rất nhiều đấy. Nếu con giáp tuổi Tuất càng kỳ vọng đối phương làm cho mình vui, quan tâm mình nhiều hơn thì bạn chỉ càng thấy buồn thêm vì sự hờ hững của người ấy mà thôi. Đơn giản chỉ là vì họ không hiểu ý bạn và cách thể hiện tình cảm của hai giới khác nhau, nếu cần thiết, bạn hãy nhẹ nhàng nói ra những ý muốn của mình bạn nhé. Sao Bách Việt chủ đào hoa mang tới sự thu hút đặc biệt cho bản mệnh, rất nhiều người khác giới làm quen, hỏi thăm, muốn được hẹn hò nhưng bạn vẫn chưa thể mở lòng với ai.
khó khăn ngay từ đầu tuần khi tiểu nhân cản đường bạn do ảnh hưởng của tỷ kiên, nhưng đừng buồn vì bạn sẽ lại sớm tìm được niềm vui cho mình. Nhìn chung đây là tuần mà niềm vui và nỗi buồn xen lẫn, vì thế, nếu có điều gì không như ý thì cứ tin rằng ngày mai mọi sự sẽ khác. Tử vi tuổi Giáp Tuất, thuộc mệnh hỏa, công việc tiến triển tốt đẹp, được quý nhân nâng đỡ. Tử vi tuổi Bính Tuất, thuộc mệnh thổ, hiểu rõ thế mạnh và biết cách thể hiện. Tử vi tuổi Mậu Tuất, thuộc mệnh mộc, tài lộc tăng tiến, số dư tài khoản tăng lên. Tử vi tuổi Canh Tuất, thuộc mệnh kim, chớ vì tham lam chạy theo cái lợi trước mắt mà để bị lừa gạt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thuộc mệnh thủy, tình cảm nhạt nhòa, khoảng cách ngày càng lớn dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023 của tuổi Hợi. Tử vi tuần mới chỉ ra rằng, Nguyệt Mã xuất hiện trong vận trình tuần mới của người tuổi Hợi cho thấy khả năng bạn phải di chuyển thường xuyên hoặc có thể là thay đổi công việc. Đừng lo lắng vì điều này đi kèm với cơ hội gia tăng tài lộc cho bạn đấy. Chuyện tình cảm của con giáp tuổi Hợi có thể sẽ rất căng thẳng chỉ vì thái độ chỉ trích của bạn đấy. Nếu góp ý với bất cứ ai, bạn cần đưa ra nhận xét mang tính xây dựng hơn. Trong khi nóng này, bạn nên hạn chế việc nói nhiều vì càng nói bạn sẽ càng sai mà thôi. Tuần mới của con giáp tuổi Hợi khá trầm lắng, đơn giản vì bạn đã lên kế hoạch cho mọi việc và mọi thứ cứ diễn ra theo tiến trình cụ thể mà thôi. Tuy nhiên, nếu có cảm giác nhàm chán thì bạn nên tìm cách thay đổi thực hiện một nhóm nhiệm vụ nào đó một chút, tất nhiên là phải ở hạng mục công việc mà bạn hiểu rõ nhất để tránh rủi ro. Chính quan hỗ trợ cho công việc và bạn cảm thấy tự tin hơn vào bản thân. Nhưng đừng như sự ngay thẳng của bạn lại gây hại đấy nhé, có thể đó là nguyên nhân gây ra rắc rối cho nửa cuối tuần của bạn. Tử vi tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh hỏa, thăng trầm cuộc sống giúp bạn rắn giỏi, trưởng thành hơn. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thuộc mệnh thổ, không nên trông mong điều gì quá xa xôi khi chính bạn còn không cảm thấy tin tưởng. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, thuộc mệnh mộc, có được sự hậu thuẫn nhiệt tình từ một người nào đó. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh kim, từng lời nói ra đều phải cân nhắc kỹ kẻo bị mất lòng. Tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh thủy, sự vô tư của bạn bị chê là nông cạn, dại dột. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuần mới của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón một tuần mới, nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.